Tiếp tục một số câu của chương số 3, tức là tĩnh học vật rắn. Câu số 1. Khi một lực tác dụng vào vật rắn, yếu tố nào sau đây của lực có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực? Đấy là gì? Điểm đặt, đúng không? Tức là chúng ta có thể tịnh tiến điểm đặt trên giá của chúng tới điểm đồng gì? Đồng quy, mà nó không thay đổi tác dụng. Cái này ở ngay cái bài đầu, tức là hợp lực các lực đồng quy. Câu số 2 là điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của ba lực không song song là, đương nhiên là hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ gì? Thứ ba, đúng không? Hợp lực của hai lực cân bằng với lực thứ ba. Cái này thì dễ rồi. Được chưa? Thế là chúng ta có F1 cộng F2 cộng F3 bằng gì? Bằng 0. Tức là F1 cộng F2 có thể viết bằng trừ F gì? F3, tức là hợp lực của hai lực cân bằng với lực còn lại. Được chưa? Câu số 3, khi vật rắn được treo bằng một sợi dây và đang ở trạng thái cân bằng thì lực căng của dây phải bằng trọng gì nhỉ? Trọng lực, đâu rồi? Lực dây treo, trọng tâm, lực căng của dây lớn hơn thì vứt rồi này. Dây treo trùng với đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật thì chắc chắn rồi, bởi vì là P phải cùng phương, P cộng với T phải bằng mấy nhỉ? Bằng 0. Thì P phải cùng phương ngược chiều với gì? T, đúng không? Phải đi qua hai thằng này cùng gì? Cùng giá. Được chưa? Cùng chiều thì vứt như vậy, dây chiều đây trùng với đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật. Bởi vì dây chiều chính là giá của gì? Giá của T. Đúng không? Câu số 4. Ở trường hợp nào sau đây lực tác dụng có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? Đây chính là mô gì nhỉ? Mô men, đúng không? Song song thì vứt đây này, cắt trục thì vứt đây này. Cắt trục tức là dê bằng mấy? Dê bằng 0, đúng không? Dê là cánh tay đoàn, là khoảng cách từ giá đến trục quay, mà cắt trục thì là khoảng cách bằng 0. Lực song song thì không có tác dụng làm quay. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. Cái này là chuẩn rồi. Chưa? Cái này là chúng ta còn vẽ ngay từ đầu. Ngay từ đầu để đưa ra khái niệm moment. Câu 5. Moment lực được xác định đương nhiên là bằng M nhân với F nhân G. Đúng không? G là cánh tay đoàn, F là độ lớn. Cái này chú thích rồi. Và căn cứ theo cái này thì nó chính là Newton nhân gì? Nhân mét. Là đơn vị của mô gì? Moment. Được chưa? Câu số 7. Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đoàn của lực? Đương nhiên là khoảng cách từ giá của lực tới trục gì nhỉ? Trục quay. Như vậy câu nào là khoảng cách từ trục quay đến giá của gì? Của lực. Lấy luôn đáp án A. Câu số 8. Nhận xét nào sau đây là đúng? Quy tắc moment lực chỉ dùng cho vật rắn có trục cố định, chỉ dùng cho vật rắn không cái gì? Chỉ được dùng cho vật rắn không có trục cố định, không dùng cho vật nào cả. Cái này là tàu la tàu lâm, dùng được cả đấy. Là một số cái trục quay tạm thời chúng ta vẫn dùng được bình thường. Được chưa? Một số cái bài ở tình huống trục quay tạm thời chúng ta vẫn dùng được, đặc biệt là các bài mà liên quan đến hợp lực song song. Câu số 9. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều có đặc điểm nào sau đây? A là cố phương song song với hai lực thành phần, đương nhiên là chuẩn rồi, đúng không? Cùng chiều với chiều của lực lớn hơn. Cái này là cùng chiều, hai thằng đã cùng gì ấy nhỉ? Cùng chiều rồi thì cái này cùng chiều với lực lớn hơn hay nhỏ hơn là như nhau, đúng không? Cái này là tương đương với cả hai này. Có độ lớn bằng tổng độ lớn, như vậy đáp số là gì? G, các đặc điểm trên đều gì? Đều đúng. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều có độ lớn bằng tổng gì? Độ lớn của hai lực thành phần, có giá chia trong khoảng cách giá giữa giá của hai lực thành phần thành những đoạn thẳng tỉ gì?
Tỷ lệ và đoạn thẳng tỷ lệ chính là ở như câu 10. Biểu thức nào sau đây mô tả nội dung quy tắc hợp lực song song cùng chiều? Đương nhiên là chúng ta sẽ dùng biết rồi đúng không? F1 G1 phải bằng F gì? F2 G2 hoặc là dùng cái này, viết này. Đúng chưa? Viết kiểu gì viết thì khi mà chúng ta nhân chéo lên vẫn là phải là F1 G1 bằng F2 G2. Câu số 11. Chọn câu đúng. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực. Này là tào lao đúng không? Câu B là trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào nằm trên trục đối xứng lại càng sai. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó. Cái này mới là chuẩn. Ví dụ như một cái khung này này, một cái khung hình chữ nhật. Chúng ta đóng một cái khung hình chữ nhật này. Đây. Một cái khung này nhé. Thì trọng tâm của nó không rơi vào cái một điểm nào trên cái khung nào cả này cả, mà nếu như cấu tạo đều thì nó rơi vào chính cái tâm của khung này. Đó là một cái phần rỗng ấy. Có hiểu không? Thực ra là trọng tâm nó là gì? Nó là điểm đặt của trọng gì? Trọng lực. Mà trọng lực là hợp lực của rất nhiều cái lực song song thành gì? Thành phần, có hiểu không? Đấy, ví dụ như có thể chia các phần nhỏ này nó có các cái lực song song. Đấy, tổng hợp lại nó giống như kiểu cái mâm, cái ghế, cái bàn này thì tổng hợp lại nó rơi vào giữa, hiểu không? Câu số 12. Chọn câu sai khi nói về trọng tâm của vật. Đấy là câu sai đúng không? Sai. Một vật rắn xác định chỉ có một trọng tâm, thì đương nhiên chuẩn trọng tâm là điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật, chuẩn luôn. Vật có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm là đối xứng, cái này là không chính xác, cái này là sai. Ví dụ như là đối xứng như này, một nửa làm chúng ta chọn một cái hình chữ nhật này, một nửa mà làm bằng bạc này, AG, một nửa lại làm bằng vàng, AU, thì hai cái thằng này nặng nhẹ khác gì? Khác nhau, thì trọng tâm nó sẽ không phải là ở giữa đây, đúng không? Mà trọng tâm nó vàng là nặng hơn hơn bạc đúng không? Thì nó sẽ nghiêng về phía vàng. Đúng không? Bạc là 108, vàng là mấy? Nặng hơn thì phải đúng không? Vàng là gần với thủy ngân. Gần với thủy ngân. Câu 13. Các dạng cân bằng của vật rắn là, đương nhiên là sẽ có 3 loại cân bằng bền này, cân bằng không bền này, cân bằng phiếm gì? Phiếm định, 3 cái dạng cân bằng. Này chúng ta học được. Bền này này, đây, nằm đây. Không bền thì nằm trên đây. Đúng không? Còn phiếm định thì nằm luôn đây. Đấy. Được chưa? Như vậy là có 3 cái loại cân bằng điển hình của vật rắn. Câu số 14. Lại là tìm đúng, phát biểu đúng. Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm thấp nhất so với các vị trí lân cận. Này, thấp nhất. Nhớ rằng là mức độ vững vàng của cân bằng thì nó phụ thuộc vào diện tích mặt chân đế và phụ thuộc vào độ cao của trọng tâm. Diện tích mặt chân đế càng lớn thì mức vững vàng càng lớn. Trọng tâm càng thấp thì mức vững vàng cũng càng gì? Càng lớn. Được chưa? Đã. Câu số 15. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua trọng gì nhỉ? Trọng mặt chân đế đúng không? Giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế. Cái này là chúng ta một cái câu hỏi thông thường trong sách. Câu số 16 lại là chọn đáp án đúng. Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi độ cao của trọng tâm này, diện tích mặt chân đế, giá của trọng lực. Như vậy là độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân gì? Chân đế. Được chưa? Đấy. Hay là tổ hợp cả hai đúng không? Câu số 17. Mức quán tính của một vật chuyển động quay quanh một trục cố định không phụ thuộc vào. Cái này thì
Vật liệu làm nên vật, tốc độ góc của vật, kích thước của vật, khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay, nên là không phụ thuộc vào đúng không? Đây là mức quán tính. À, tức là cái này sẽ không phụ thuộc vào vật vật liệu làm nên vật. Được chưa? Câu số 2. Mức ở đây là mức quán tính nhé, nhớ rằng là mức quán tính chuyển động quay. Cái câu cái phần này thì câu này chúng ta có thể bỏ để sách nâng nâng cao. Câu này có thể bỏ đi cũng được. Câu số 18, ở đây có mấy câu thuộc sách nâng cao. Chuyển động sau chuyển động của vật nào là chuyển động tĩnh tiến? Đương nhiên là chuyển động tĩnh tiến thì là bè trôi trên sông. Và nhớ rằng là chuyển động tĩnh tiến là gì? Chuyển động này, tĩnh tiến này thì phải thỏa mãn là quỹ đạo chuyển động của mọi điểm trên vật là phải như thế nào? Như gì nhỉ? Như nhau thì mới gọi là chuyển động tĩnh tiến. Một vật được xem là chuyển động tĩnh tiến nếu như quỹ đạo chuyển động của mọi điểm trên vật là như nhau. Có thể chỉ, có thể chồng khiết, có thể này, chồng khiết lên nhau. Thì như thế người ta gọi là chuyển động tĩnh tiến. Và nhớ rằng là chuyển động tĩnh tiến không nhất thiết chỉ là chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng chỉ là trường hợp đặc biệt, hiểu chưa? Mà hay gặp thôi. Chứ không phải là chuyển động tĩnh tiến đồng nghĩa với chuyển động thẳng đâu nhé. Nó thỏa mãn là quỹ đạo của mọi điểm là như nhau, có thể chồng khiết. Được chưa? Vứt câu này đi. Như vậy là câu 18 là C rồi. Câu 19. Chọn câu sai. Vận tốc góc đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của vật rắn. Cái này thì cũng bỏ đi, không cần câu này đâu. Một vật rắn đang quay quanh trục cố định xuyên qua vật. Các điểm trên vật rắn không thuộc trục quay, quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian. Cái này là cùng tốc độ góc hết rồi đúng không? Như vậy đây là chọn, chúng ta chọn cái mệnh đề đúng đúng không? Ở cùng một thời điểm có cùng vận tốc gì nhỉ? Vận tốc góc, cái này là chuẩn luôn này. Tất cả các điểm đều có chung tốc độ gì? Góc, cùng chu gì? Chu kỳ, khác nhau về tốc độ dài và giảm tốc hướng tâm đúng không? Vì các cái này là phụ thuộc vào khoảng cách đến trục quay. Câu số 21 thì câu này cũng thuộc sách nâng cao, bây giờ không dùng nữa. Vứt đi. Câu số 22 thì ngẫu lực. Ngẫu lực thì cũng vứt đi, ngẫu lực này. À, hệ hai lực song song có độ lớn bằng nhau cùng tác dụng vào một vật. Được chưa? Ngược chiều. Cái này thôi vứt đi, cái này cũng không cần đọc mất công. Nếu muốn hiểu biết thêm thú vị thì đọc sách nâng cao, để thi thì chúng ta không cần thiết. Câu số 23, một vật không có trục quay cố định khi chịu tác dụng của ngẫu lực. Mấy cái này là đều dính vào ngẫu lực hết. Câu số 24, điều kiện để một vật rắn nằm cân bằng. Đương nhiên là tổng, đây là một vật rắn nằm cân bằng thì đầu tiên là phải tổng các lực tác dụng lên nó bằng 0 này, và moment, tổng moment lực tác dụng lên nó bằng 0. Vậy đáp án là C. Nhưng nhớ rằng là tổng moment lực tác dụng lên nó bằng 0 là người ta quy ước này. Ngược chiều kim đồng hồ là moment dương, cùng chiều kim đồng hồ là moment gì? Âm. Hoặc là có thể dùng là tổng moment này. Moment làm quay gì? Quay theo chiều kim đồng hồ đúng không? Thì bằng tổng moment làm quay gì? Ngược chiều kim đồng hồ. Đấy là viết theo kiểu bình thường, còn viết theo kiểu này là phải quy ước dấu, được chưa? Đấy. Như vậy là ở cái chương số 3 lý thuyết thì nó chỉ xoay quanh mấy cái điều kiện cân bằng
Trong đó chúng ta chỉ cần chú ý cái hợp lực song song cùng chiều, rồi điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song, đúng không? Và nhớ lấy cái moment lực, điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định, và nhớ rằng là cân bằng của vật có mặt trần gì nữa, trần đế, các dạng cân gì, cân bằng, còn không cần tìm hiểu sâu như sách nâng cao, được chưa?